Xưởng đồ gỗ Khảm Ốc Trang Trọng xin kính chào các bác và các anh chị. Đây là một tác phẩm nghệ thuật khảm ốc rất giá trị và đặc sắc, được xưởng chúng em sản xuất trực tiếp tại gốc làng nghề. Đĩa được chúng em đóng bằng chất liệu gỗ gụ cao cấp, có đường kính 39cm và chiều cao cả đế là 50,5cm, và được chúng em khảm bằng nguyên liệu ốc đỏ nhập khẩu từ Singapore rất quý hiếm và giá trị. Đĩa được chúng em khảm cảnh cá chép kết hợp với hoa sen là biểu tượng của sự dư giả, quanh năm đủ đầy, may mắn và tài lộc. Nguyên liệu ốc đỏ được chúng em cơ cắt và đục tỉa rất tinh xảo. Từng bông hoa sen và lá sen được chúng em khảm kỹ thuật sen lọng, một kỹ thuật rất khó trong nghề khảm, đòi hỏi người nghệ nhân phải có nhiều năm kinh nghiệm và kỹ thuật tay nghề giỏi mới có thể làm được kỹ thuật này. Các xương sen lọng rất là nhỏ, đều và sắc nét. Kỹ thuật tỉa tách, thổi hồn rất là nghệ thuật và sáng tạo. Sản phẩm được làm rất công phu, rất tỉ mỉ và trải qua 9 công đoạn để hoàn thiện lên một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ giá trị ạ. Sản phẩm được chúng em bảo hành miễn phí 5 năm và bảo trì trọn đời cho gia đình mình. Tác phẩm này hiện tại bên em đang gieo duyên bán giá tại xưởng là 10 triệu 500 nghìn đồng, gieo duyên bao ship toàn quốc cho các bác và các anh chị. Cả nhà mình yêu thích sản phẩm xin vui lòng liên hệ đến số hotline tại xưởng bên em 097 112 6568 hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng số 15D, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để xem và mua hàng trực tiếp. Cảm ơn các bác và các anh chị.